Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu chiến binh xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Nông nghiệp Hải Dương phát triển từ lượng sang chất. Ngành y tế tỉnh Ninh Bình làm chủ nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh. Bắc Ninh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm những ngày giáp Tết. Nam Định tăng cường quản lý an ninh mạng trong dịp Tết Nguyên đán. Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp 2013-2018, giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh Hải Dương có sự tăng trưởng đột biến. Từ tăng trưởng về sản lượng đã có sự chuyển dịch sang tăng trưởng về chất lượng các mặt hàng nông sản. Đây là cơ sở vững chắc để tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong những năm tiếp theo. Với định hướng chuyển dịch sản xuất nông nghiệp lấy số lượng làm mục tiêu sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, cơ cấu sản xuất của ngành giai đoạn 2013-2018 đã được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương gắn với nhu cầu thị trường. Năm 2018 là năm nông nghiệp cơ bản được mùa, được giá và khâu tiêu thụ khá thuận lợi. Việc thực hiện quy vùng sản xuất đối với cây lúa, cơ giới hóa các khâu sản xuất từ làm đất đến gieo cấy và thu hoạch được tăng cường. Từ đó đảm bảo được thời vụ, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh, nên năng suất lúa tăng cao, đạt 60,5 tạ một hecta, tăng 4,8 tạ một hecta so với năm 2017. Sản xuất rau màu và cây ăn quả tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là năm sản lượng vải, nông sản đặc sản của tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay với hơn 66.000 tấn. Năng suất tăng cao, tiêu thụ thuận lợi, mang lại nguồn thu lớn cho người trồng vải. Các vùng sản xuất chuyên canh theo đặc thù của từng địa phương như rau vụ đông ở các huyện Gia Lộc, Kim Thành, Tứ Kỳ, cà rốt ở Cẩm Giàng, Nam Sách, hành tỏi Kinh Môn với nhiều diện tích được áp dụng quy trình Việt Gáp. Toàn tỉnh có gần 700 hectare rau màu, cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, 25 cơ sở chăn nuôi đạt chuẩn Việt Gáp. Nhiều nông sản được cấp mã vạch truy xuất nguồn gốc, gắn trách nhiệm quyền lợi của người sản xuất với người tiêu dùng. Hải Dương đã xác định được một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đó là lúa gạo, cà rốt, hành tỏi, các loại rau su hào, bắp cải, lợn, gà, cá rô phi. Những cái sản phẩm này thì hiện nay cũng đã được tiêu thụ không những trong nước mà đã được xuất khẩu đi nhiều nước. Thế và nhiệm vụ trong thời gian tới thì chúng tôi cùng với lại các ngành rồi các địa phương sẽ xây dựng thương hiệu sản phẩm để cố gắng sớm có 5 đến 6 sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Thế và tiến tới có những sản phẩm sẽ có trên thương hiệu quốc tế. Từ phương thức sản xuất tự phát nhỏ lẻ manh mún tới quy vùng sản xuất, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật cơ giới hóa vào sản xuất, đặc biệt là có sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đã và đang mở ra thời kỳ nông nghiệp công nghệ số hiện đại theo nhu cầu thị trường. Đó là hướng phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Những tháng đầu năm 2018, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định gặp nhiều khó khăn do giá lợn hơi thấp, đã ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của các hộ và hiệu quả của ngành chăn nuôi. Từ giữa năm 2018 đến nay, giá thịt hơi tăng mạnh, chủ hộ chăn nuôi bắt đầu tái nhập đàn, tiếp tục sản xuất chăn nuôi. Theo thống kê tổng đàn lợn của huyện Trực Ninh đến thời điểm mùng 1 tháng 10 năm 2018, không kể lợn sữa là trên 102.700 con, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Đàn trâu bò dê gần 1.700 con, giảm 0,4% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm gần 963.000 con, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng của huyện Trực Ninh tính cả năm 2018 đạt trên 21.400 tấn, tăng gần 4% so với năm 2017. Tháng giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là thời điểm buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm tăng cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương trong huyện triển khai các biện pháp quản lý đàn vật nuôi, hoạt động buôn bán giết mổ động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình luôn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy mạnh các hội viên thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó giúp cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các hội viên cựu chiến binh, góp phần tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh tàn nhưng không phế. Sau khi rời quân ngũ, cựu chiến binh Lê Sĩ Quân
luôn trăn trở phải làm gì để phát triển kinh tế gia đình và quê hương. Nhận thấy vùng đất chuyển đổi ven sông Diêm Hộ có nhiều tiềm năng để phát triển trồng trọt và chăn nuôi, ông Quân vận động các cựu chiến binh khác mạnh dạn thuê đất trồng hơn 2 mẫu chuối, rau màu các loại và đầu tư mở trang trại nuôi gà, bò và thỏ, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tôi là một thành viên của một cựu chiến binh thì đã áp dụng thực hiện chuyển đổi về khu vực bờ sông Diêm Hộ này thì lấy ngắn nuôi dài. Riêng gia đình tôi là nói chung là một năm là khu tầm chuyển đổi VAC này cũng thu trên dưới 300 triệu. Bên cạnh hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội cựu chiến binh xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã gần 3 năm nay, dù với đồng lương ít ỏi, song với mong muốn giữ môi trường nông thôn mới luôn xanh sạch đẹp. Hai vợ chồng cựu chiến binh Đoàn Vinh Khánh tình nguyện tham gia thu gom rác thải, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại địa phương. Trong vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã là những người cựu chiến binh đi thu gom và cũng nhắc nhở các đồng chí trong chi hội cũng như là mọi người dân, tức là thu gom rác thải gọn gàng để đến đưa vào để cho những người vệ sinh môi trường thu gọn để cho nó môi trường quê hương được lúc nào luôn sạch và xanh sạch đẹp. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội cựu chiến binh xã Đông Phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, giúp hội viên cựu chiến binh có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, cho quê hương và góp thêm công sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nâng cao phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Sau thời gian chiến tranh, ông Phạm Văn Tiến tại thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại trở về quê hương để phát triển kinh tế. Đến nay, ông là chủ của xưởng may gia công, kết hợp với sản xuất nhôm cửa, đã tạo việc làm cho gần 20 lao động có tay nghề tại địa phương. Năm 1992, ông Tiến xuất ngũ trở về quê hương. Ban đầu ông chuyên sửa chữa đồ điện tử, rồi cơ duyên đưa ông đến lĩnh vực may mặc. Năm 2008, ông bắt đầu mở xưởng may mặc với số vốn bỏ ra hơn 500 triệu đồng. Ngoài việc phát triển kinh tế từ xưởng may, ông cũng kết hợp thêm nghề sản xuất cửa nhôm để bán. Đến nay, xưởng may gia công kết hợp sản xuất cửa nhôm của ông mỗi năm đều cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng, tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 9 triệu đồng một người trên một tháng. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2018, ngành y tế Ninh Bình đã có nhiều thành tựu về nhiều mặt, đặc biệt trong việc tiếp nhận các kỹ thuật mới, ứng dụng thành công nhiều thành tựu y học trong chẩn đoán, điều trị bệnh hiện đại ở tất cả các tuyến, từng bước đáp ứng nhu cầu trong chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Toàn ngành y tế Ninh Bình, từ tuyến tỉnh đến bệnh viện tuyến huyện đã nỗ lực cố gắng tiếp nhận và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cao, xử trí và cấp cứu kịp thời những ca bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao như Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn với các bệnh về tim mạch, sản khoa. 100% bệnh viện tuyến huyện đã triển khai được về kỹ thuật nội soi, cắt túi mật, u nang buồng trứng, viêm ruột thừa, nhiều lĩnh vực ngoại khoa, sản khoa tim mạch. Để đạt được kết quả đó, ngành y tế đã đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng trăm lượt cán bộ được cử đi đào tạo ở tuyến trên theo các đề án, dự án nhằm nâng cao trình độ và tay nghề công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tiễn đã được triển khai. Năm 2018, toàn ngành đã có gần 300 đề tài sáng kiến được đăng ký thực hiện nghiệm thu áp dụng hiệu quả trong các cơ sở y tế. Cùng với triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, trong năm qua, việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp cũng được ngành y tế tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã chỉ đạo phát triển các vườn thuốc nam tại các trạm y tế trên toàn tỉnh. Hầu hết các trạm y tế đều đã quy hoạch khu vực vườn thuốc nam. Nhiều trạm y tế đã xây dựng được vườn thuốc nam khá đầy đủ quy mô. Việc phát triển vườn thuốc nam là một trong những tiêu chí bắt buộc khi chấm điểm xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Theo quy định của Bộ Y tế, mỗi vườn thuốc nam mẫu phải có diện tích từ 50m2 đến 60m2, bao gồm hơn 60 loại cây, thuộc 9 nhóm dược liệu để chữa một số bệnh thường gặp như tiêu chảy, viêm gan, mụn nhọn, sốt xuất huyết, đau nhức cơ, xương khớp, cảm sốt và ho. Có bảng hướng dẫn về công dụng của từng cây thuốc để người dân tìm hiểu. Thường xuyên sưu tầm thêm cây thuốc.
Việc phát triển các vườn thuốc nam tại các trạm y tế đã và đang góp phần vào công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Bên cạnh đó, các vườn thuốc nam còn tạo cảnh quan, tăng không gian xanh, trong lành cho các cơ sở khám chữa bệnh. Kháng thuốc kháng sinh không phải là vấn đề mới, nhưng đã trở nên nguy hiểm cấp bách. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh không chỉ là mối lo ngại của các bác sĩ trong điều trị, mà là mối quan tâm chung của toàn xã hội đối với sức khỏe cộng đồng hiện nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Bệnh nhân Nguyễn Đức Trung, xã Thủy Hồng, huyện Thái Thủy vừa được chuyển từ bệnh viện tuyến trên về khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bị kháng thuốc nên tiến triển bệnh khá chậm. Những trường hợp bệnh nhân bị kháng thuốc do điều trị kháng sinh liều cao và bị lây chéo vi khuẩn kháng thuốc trong quá trình điều trị từ tuyến trên về tuyến dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay là khá phổ biến. Việc đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, tổ chức thực hiện các cái quy trình, quy định về sử dụng kháng sinh theo cái nguyên tắc là chỉ sử dụng kháng sinh khi nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh đúng liều và đúng thời gian. Hạn chế tối đa cái việc mà mua bán kháng sinh không có được truyền thông để người dân không tự ý điều trị, không tự ý sử dụng thuốc khi không có đơn và không ngừng thuốc khi mà có triệu chứng bệnh thuyên giảm. Ngoài các giải pháp trên, thì việc sớm triển khai ứng dụng rộng rãi, đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, mua bán thuốc sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai, kết nối cơ sở dữ liệu các cơ sở cung ứng thuốc. Từ đó, góp phần tăng cường công tác quản lý thuốc, đảm bảo đáp ứng kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, kiểm soát xuất xứ nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả thuốc được mua vào bán ra ở mỗi nhà thuốc. Qua 3 năm triển khai đề án thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trong tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2018, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường đã có những cải thiện tích cực. Để tăng cường năng lực tiếng Anh cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, giúp các em tự tin mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, đồng thời giúp các giáo viên có cơ hội được giao lưu, trao đổi, học hỏi giáo viên tiếng Anh bản xứ. Nhiều trường học trong tỉnh đã mời giáo viên nước ngoài vào giảng dạy, góp phần tạo nên một không khí mới cho việc dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông. Qua từng năm, kết quả học tập, nghe nói, khả năng tự tin trong giao tiếp của học sinh đã có những đổi thay tích cực. Điểm trung bình thi chung kết cấp tỉnh hùng biện tiếng Anh, điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh được cải thiện theo từng năm. Điểm trung bình thi ở cấp tiểu học tăng 1,4 điểm, cấp trung học cơ sở tăng 2,5 điểm và khối trung học phổ thông tăng 1,8 điểm. Kết quả thi Olympic tài năng tiếng Anh toàn quốc trong 3 năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đạt kết quả xuất sắc. Bên cạnh việc xây dựng phòng học mới, thời gian qua các trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã quan tâm huy động mọi nguồn lực xây dựng sửa chữa nhà vệ sinh, góp phần tạo môi trường học tập sinh hoạt tốt nhất cho học sinh. Song song với nguồn đầu tư từ ngân sách, một số trường học trên địa bàn tỉnh ta đã huy động xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới nhà vệ sinh trường học. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ kinh phí xây dựng 30 nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn 4 xã Cương Chính, Minh Phượng, Lệ Xá và Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, vận động phụ huynh và người dân ủng hộ kinh phí, nguyên liệu để sửa chữa nhà vệ sinh cũ hoặc xây dựng các phòng học có nhà vệ sinh khép kín ở các trường. Năm học 2018-2019, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình nhà vệ sinh, tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường học, điểm trường còn tình trạng số lượng nhà vệ sinh không đủ. Một số công trình đã được xây dựng từ lâu xuống cấp để học sinh có môi trường sinh hoạt, học tập thoải mái, không còn nỗi khiếp sợ với nhà vệ sinh bẩn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Được thành lập từ tháng 10 năm 2017, ban đầu hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng đến nay, mô hình phụ nữ giúp việc gia đình của xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã hoạt động ổn định và hiệu quả. Các hội viên có thu nhập ổn định để trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học và đầu tư phát triển kinh tế. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm vệ sinh cho các công ty, nhà hàng, chăm sóc người già và trẻ nhỏ, đó là những công việc hàng ngày của chị em phụ nữ hoạt động theo mô hình giúp việc gia đình xã Gia Xuyên. Từ một người từng đi nhặt rác để lo toan cho cuộc sống gia đình, chị Nguyễn Thị Lượt giờ đã có công việc nhàn nhã hơn, không phải nắng mưa gió rét và thu nhập ổn định. Chị Lượt cũng chính là chủ nhiệm của mô hình giúp việc gia đình của phụ nữ xã Gia Xuyên.
không phải là độc một cái việc này, chúng tôi đủ thứ việc chứ không phải một cái công việc là lau nhà mà thôi. Tạo thu nhập cho chị em thêm, kiếm thêm là phát triển kinh tế. Từ việc hội viên còn tâm lý e ngại, sau khi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em, bố trí công việc phù hợp, nên đến nay số thành viên trong độ tuổi từ 40 đến 60 tham gia công việc này tăng dần. Từ 17 thành viên khi ra mắt mô hình, đến nay đã có hơn 30 chị em. Quy chế hoạt động được chị em xây dựng trên tinh thần dân chủ, phù hợp và thực hiện với tính tự giác cao, phân công công việc cho chị em đảm bảo phù hợp với khả năng sở trường của từng người. Sau hơn một năm hoạt động, mô hình giúp việc gia đình của Hội Phụ Nữ xã Gia Xuyên hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo được uy tín và đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình, chủ yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương. Mô hình giúp việc gia đình phù hợp với nhu cầu của xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho chị em, tăng sự đoàn kết, tương trợ của các thành viên và tăng khả năng gắn kết của chị em phụ nữ với tổ chức hội. Đây là mô hình ra đời đầu tiên của huyện Gia Lộc và cũng là mô hình đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Từ hiệu quả hoạt động của mô hình này, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 20 mô hình với hơn 300 thành viên tham gia. Tết Nguyên đán đang đến gần, sức mua của người tiêu dùng cũng được đẩy mạnh. Lợi dụng điều này, một số cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đã trà trộn đưa ra thị trường những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Qua kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như chưa xuất trình được giấy tờ mua bán thực phẩm, hàng không có tem, không có nhãn phụ đối với các loại thực phẩm nhập ngoại, người tham gia sản xuất thực phẩm chưa có bảo hộ lao động, thực phẩm còn để dưới đất, sát tường mất vệ sinh. Đoàn đã lập biên bản và nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khắc phục ngay những khiếm khuyết để đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với thực phẩm phục vụ người tiêu dùng. Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các loại thực phẩm không đảm bảo, người tiêu dùng cũng cần nâng cao sự hiểu biết, lựa chọn các loại thực phẩm có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình. Trước tình trạng mất thông tin mạng ngày càng diễn biến phức tạp, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định yêu cầu khuyến cáo các cơ quan trong tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngành thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cần chủ động rà soát các điểm yếu lỗ hổng trên hệ thống, triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị mình, tăng cường theo dõi giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ Tết. Khi phát hiện dấu hiệu các cuộc tấn công, các đơn vị thông báo về Trung tâm Công nghệ và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Theo số liệu Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi giám sát không gian mạng, chỉ tính riêng 6 tháng cuối năm 2018, đã có hơn 6 triệu địa chỉ IP của Việt Nam có kết nối đến các tên miền hoặc IP phát tán điều khiển mã độc trên thế giới, trong đó có nhiều trường hợp là địa chỉ IP của các bộ ngành địa phương. Tình hình lộ lọt thông tin xác thực diễn biến phức tạp, chủ yếu liên quan tới các tài khoản thư điện tử, hệ thống dịch vụ công. Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh ta, sự quan tâm của các cấp các ngành đã tạo cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp lớn như VNPT Nam Định, Viettel chi nhánh Nam Định thể hiện và phát huy được vai trò quan trọng của mình trong đảm bảo an ninh thông tin mạng. Trong năm 2018 vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và xử lý trên 9.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước hơn 9,1 tỷ đồng. Tước 569 giấy phép lái xe, tạm giữ 252 phương tiện. Cùng với đó, phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố và thanh tra giao thông xử lý 226 trường hợp, phạt tiền 965 triệu đồng. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã phát hiện 8 vụ vận chuyển ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu 4 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 3 vụ vận chuyển pháo, 13 vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 12 tấn hàng hóa các loại. Trong năm, đơn vị tiến hành đăng ký mới hơn 6.100 xe ô tô, hơn 50.000 mô tô, xe máy điện.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2019 này, cùng với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông, phấn đấu giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.